Ngày 5 tháng 2 năm 2023, trong đêm rằm tháng giêng linh thiêng, đêm trăng tròn đầu tiên của một năm âm lịch, ánh trăng sáng đầy đầu xuân cùng với vạn vật trở mình trong sức sống mới đã mang lại cho những người con Phật biết bao niềm vui và hy vọng. Trong đêm trăng tròn này, 616 quý thiền nam, tính nữ hữu duyên đã về chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh, phát tâm quy y tam bảo, chính thức trở thành Phật tử chứng minh lễ quy y có thượng tọa thích nhật từ ủy viên thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam phó trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam thành phố hồ chí minh trụ trì chùa giác ngộ chư tôn đức trong tăng đoàn và 616 phật tử tính tâm quy y ba ngôi quý báu mở đầu lễ thượng tọa trụ trì hoan hỷ với công đức quy ngưỡng ba ngôi tâm linh cao quý của các phật tử trong đêm trăng tròn mộ nhiệm tháng giêng năm quý mão khoa lễ của y tâm bảo tiếp tục diễn ra với thời kinh người áo trắng qua lời kinh mộ nhiệm này quý phật tử sẽ hiểu được nền tảng đạo đức của một người phật tử cần làm giúp tránh được những điều nguy hại cho bản thân tránh đi theo vào con đường tà đạo tiếp đó dưới sự hướng dẫn của thượng tọa chủ lễ toàn thể đào tràng đồng thanh xứng lời thọ nhận tam quy ngụ giới đây chính là những hàng rào thép bảo vệ thân tâm cho nhiều người con vật không rơi vào các nghiệp phi đạo của thế gian bồi đắp phúc lành trồng thêm duyên tốt để đời đời sau mãi là sứ giả của như lai sau đó, một thời pháp thoại ngắn với đề tài, bốn báu vật đã được Thượng tọa Thích Nhật Từ dành tặng cho 616 Phật tử hữu duyên vừa thọ nhận ngũ giới tại gia, dưới mái và lam giác ngộ. Kết thúc buổi lễ quy y, 616 Phật tử hoan hỷ ra về với lòng biết ơn và ý thức cao độ giữ gìn các giới vừa thọ nhận.